một sự khác biệt không hề nhẹ. Thực ra thì mới bước vào tiệm anh Vũ Trí thì một cái bộ dạng khác, và sau một tiếng đồng hồ thôi mà là mình đã có một bộ dạng khác, mặc dù đã luống tuổi rồi nhưng mình rất thích mái tóc này. Thì các bạn sẽ có một sự khác biệt về mái tóc của mình. Và Vũ Trí Hair là một chỗ nơi rất là đáng tin cậy của tất cả các bạn trẻ. Và đặc biệt là các bạn thấy xung quanh shop thì có những người nước ngoài nữa. Cái tóc là gốc con người. Nếu bạn muốn có một mái tóc làm cho bạn thật sự hài lòng, xin mời bạn đến shop Vũ Trí 306/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai để cho bạn có một mái tóc mà bạn thật sự hài lòng và hiện đại nhất. Đến Vũ Trí Hair thì có nhiều cái điểm cộng lắm mà mình phải cộng vào. Đặc biệt là shop cắt tóc rất là ạt. Đây là một sự tin tưởng của tất cả các anh em nghệ sĩ, và đặc biệt là Cường cũng đến đây để cho một cái vai diễn, thì đến Vũ Trí mình rất là an tâm vì để tìm được một người tạo tóc cho mình là một điều không hề dễ dàng. Và đến đây thì mình đã tìm được anh Vũ Trí đã thiết kế cho mình những mái tóc rất đẹp, và mình mong là các bạn hãy đến trải nghiệm. Cảm ơn anh. Tại sao cầm biết Vũ Trí? Em đi đến Vũ Trí vì cắt tóc ở đây tốt nhất. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh.